cái cây chiếc lông là họ ghi cái... Dạ, trên sao xin chào cô chú các bác anh chị gần xa nha. Thì hôm nay thì cháu có tiếp tục được về được một số pho trang trang cam và trang vàng lá nhỏ cô chú, với được hai cây trang tàn lá nhỏ lớn nha cô chú, trang đỏ nha cô chú, trang xưa mình á, với còn được bốn cây, sáu cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha, với một cây cần thăn muốn giao lưu cô chú các bác anh chị nha. Thì số điện thoại của con là 0939707168, số thứ hai là số 0939666045, hai số đều là Zalo nha cô chú. Thì cô chú nào điện thì số này không được thì điện qua số khác, hoặc là nhắn tin để lại cho cháu ha, rồi cháu sẽ liên hệ lại ha. Rồi cháu không làm mất thời gian thì cháu vô cây số 1 ha cô chú. Đó, số 1 thì con lên cái này là cặp nha cô chú, trang cặp, trang cam cặp ha. Này là trang cam lá nhỏ nha cô chú, cây rất là già ha, trang cam lá nhỏ cặp số 1 ha. Đó, thì con thì bao ship toàn quốc cho cô chú ha, chương trình cháu là bao ship tới nhà toàn quốc cho cô chú. Rồi cái này là cặp mã số 1 trang cam lá nhỏ ha, con đại diện một cây đó ha. Vậy cháu xin phép đo đại diện cây 19 chiều cao ha cô chú, cây thì lên tược sống khỏe hết nha cô chú, nguyên cái hoành cũ này được 19 nha cô chú, tại vị trí này ha. Đó, rồi cặp mã số 1 này cháu xin báo giá là 600.000, cháu bao phí ship toàn quốc ha, 600 ha. Rồi xuống cây tiếp theo là trang cam lá nhỏ cặp số 2 ha, rất là đẹp, rất là già cây luôn nha cô chú, cây thì lên tược sống khỏe ha. Đó, cây thì lên tược sống rất là khỏe luôn. Đó, cây này nguyên bệ đế dữ lắm nha cô chú. Nè, cháu đo cây này đây đi, đại diện tổng cái cũ này được 22 nha cô chú, chiều cao là được 16 ha. Rồi mã số 2 này con xin giao lưu với cô chú là 700.000, cháu bao phí ship toàn quốc ha. Rồi cháu xin phép đổi cây. Tiếp theo là cặp mã số 3 ha cô chú, cũng là trang cam lá nhỏ ha, cái cây nước da rất là già nha cô chú. Đó, cây thì con bao cho cô chú sống khỏe ha, trong 2 tháng ha, chiều cao là 27 ha, cái hoành tại vị trí được 20 nha cô chú. Rồi cặp mã số 3 này cháu xin giao lưu cô chú cũng là 700.000 luôn, cháu bao phí ship nha, 700.000 cho một cặp nha cô chú, cháu miễn phí ship cho cô chú tới nhà luôn. Đó, tiếp theo là cặp mã số 3, ở mã số 4 cháu xin lỗi ạ, cặp mã số 4 ha, trang cam lá nhỏ ha, cây thì nói chung thì đang đâm chồi nảy lọc hết rồi ha cô chú, đang đâm mục hết rồi, chiều cao là được 18, tổng cái cũ tại vị trí này là được 21 nha cô chú, 21 ha. Đó, rồi mã số 4 này có giá là 700.000 luôn, cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây, tiếp theo là cặp mã số 5, cặp mã số 5 nha cô chú. Đó, cặp mã số 5. Rồi cháu xin phép đo thông số, chiều cao là 20, tổng nguyên cái hoành tại vị trí này là được 22 ha. Đó, rồi mã số 5 này, số 5 này cháu xin phép giao lưu với cô chú là 600.000 nha cô chú, cho cặp mã số 5 ha. Rồi xin phép đổi cây, tiếp theo là cặp mã số 6. Đó, cặp mã số 6 ha, trang cam lá nhỏ nha cô chú, cây rất là già ha, cái cây này cô chú chê bonsai ha, chiều cao là được 16 ha, tổng nguyên cái hoành cũ nó là được 22 ha, 22 nha cô chú. Rồi mã số 6 có giá là 650.000, cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây, tiếp theo là mã số 7, tiếp theo là mã số 7 ha, cũng là trang cam lá nhỏ nha cô chú, số 7 ha. Rồi con xin phép đo chiều cao một cây đại diện nữa ha cô chú, 22 ha, cái hoành tại vị trí được 16 nha cô chú, 16 ha. Rồi mã số 7 này cháu xin phép cho lũ cô chú là 600.000 cho một cặp nha. Rồi tiếp theo là lên mã số 8 nha cô chú, cặp mã số 8 ha, cặp mã số 8 trang cam lá nhỏ ha. Đó, này là cháu bán theo một cặp nha cô chú, chiều cao là 22, tổng nguyên cái cũ là 23 ha cô chú, tại vị trí này ha,
Rồi mã số 8 có giá là 700.000 cho bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 9. Tiếp theo là mã số 9 trang cam lá nhỏ ha cô chú. Con có 9 cặp trang cam lá nhỏ ha. Rồi tiếp theo thì cháu lên trang vàng lá nhỏ ha. Trang vàng lá nhỏ thì cháu lên cây lẻ ha. Rồi đại diện một cây chiều cao là được 26. Cái hoành tại vị trí này được 19 nha cô chú, 19 ha. Đó. Rồi mã số 9 này có giá là 600.000 cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 10 cháu lên phôi trang vàng lá nhỏ ha. Cây thì bệ đế rất là đều luôn ha cô chú. Bệ đế đều nở ha. Đó. Cây này thì con nuôi cho cô chú rồi ha. Đó. Cây con nuôi phần mới rồi hết trơn cho cô chú ha. Về cô chú cứ để nguyên gì nha. Chiều cao 30. Tổng nguyên hoành cũ là được 23 nha cô chú. Tại vị trí, xin lỗi cô chú ơi, cắn cô chú ơi. Được 20 nha cô chú. Đó, tại vị trí này ha. Rồi mã số số 10 này cháu xin giao lưu với cô chú là 650.000 cháu bao phí ship ha. Tiếp theo là mã 11. Đó. Cái cây con nuôi cho cô chú sẵn nghe cô chú về chỉ có xịt nước sương sương nghe cô chú, đừng có tưới nước nhiều quá nha. Đó, phân thuốc đồ này kia cô chú cứ về cứ để nguyên gì đi rồi từ từ hả xử lý nó lại ha. Tại vì phân mới. Chiều cao là 24. Cái hoành tại vị trí này được 22 nha cô chú, 22 ha. Cây kéo nhựa rất là mạnh nha cô chú. Kéo bít hết ha. Rồi mã 11 này cháu xin giao lưu cô chú là 650.000. Tiếp theo là mã số 12. Những cây này đế với cũ dữ lắm nha cô chú. Mấy cây cô chú nuôi bonsai đẹp lắm ha. Đó. Tiếp theo là mã 12 trang vàng lá nhỏ nha cô chú. Tổng chiều cao là được 23. Tổng cái hoành này là được 24 tại vị trí này nha cô chú. Rồi mã 12 cũng có giá là 650.000 luôn, cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 13. Tiếp theo là mã số 13 nha cô chú. Trang vàng lá nhỏ ha. Đó, cây thì nở cũ nở lắm nha cô chú. Chiều cao là được 25. Tổng cái hoành này là được 21 nha cô chú. Cây này về cô chú chơi cây bay vẫn đẹp ha. Đó, hạ xuống cây bay cực kỳ ha. Đó, rồi mã số 213 này cháu xin giao lưu cô chú là 600.000, cháu bao phí ship. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 15, 14. Mã số 14 nha cô chú. Trang vàng lá nhỏ ha. Đó, cây rất là đẹp ha. Chiều cao là 26. Cái hoành là 19 ha cô chú. Rồi mã 14 có giá là 600.000, cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 15. Cây kéo nhựa rất là mạnh nha cô chú. Đây, cô chú thấy kéo nhựa xanh nè. Kéo mạnh dữ lắm ha. Cô chú về hạn chế tưới nước giùm cháu ha, chỉ có xịt sương sương thôi, giữ ẩm nó thôi. Xịt sương đừng có tưới nhiều quá nha. Đó. Mặt phân này về cô chú cứ để nguyên như đi, đừng có thay. Từ từ nó thay lại. Chiều cao là 23. Cái hoành là được 20 nha cô chú. Đó. Cây kéo nhựa cực kỳ mạnh ha. À, mà đầu rễ muốn bít hết nha cô chú. Rồi mã số 15 có giá là 600.000, cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 ha cô chú. Trang vàng lá nhỏ. Tổng cái chiều cao là được 19 nha cô chú. Cây rất là nở ha. Hoành được 21 tại vị trí này nha cô chú. Rồi mã 16 có giá là 500.000, cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 17. Cây rất là đẹp luôn nha cô chú. Đế đều có ha. Đó, mã số 17 ha. Cây này có cần bay, đo cần bay nha cô chú. Là được 30 nha cô chú, tại tới cái thân gốc chính ha. Hoành là 21 nha cô chú. Cây đế đấm đều có đẹp ha cô chú. Rồi mã số 17 có giá là 650.000, cháu bao phí ship cô chú ơi. Tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 trang vàng lá nhỏ ha. Cây rất là già cây. Rồi cháu xin phép đo chiều cao. Tổng chiều cao được 29 nha cô chú.
Hoành là được 22 ha. Rồi mã số 18 này cháu xin giao lưu cô chú là 600.000, cháu bao phí ship ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19 ha cô chú. Cây nguyên một cái cũ luôn nha cô chú. Rồi, con đo chiều cao. Được 19 chiều cao ha. Tổng nguyên cái hoành cũ là được 27 nha cô chú. Đây, tỷ trí này ha. Mã 19 có giá là 500.000, cháu bao phí ship ha. Tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 ha cô chú. Trang vàng lá nhỏ ha. Chiều cao là 23. Cái hoành tại vị trí được 16 nha cô chú. Đó, con đo tút trên luôn ha. Xuống dưới nó rất là nở, hai mấy ha cô chú. Rồi mã 20 có giá là 500.000, cháu bao phí ship ha. Rồi tiếp theo là mã số 21. Mã 21 trang vàng lá nhỏ. Chiều cao là 25. Tổng cái hoành tại vị trí được 22 nha cô chú, 22 ha. Rồi mã 21 này cháu xin giao lưu với cô chú là 550.000, cháu bao phí ship ha. Rồi tiếp theo thì cháu lên cây cần thăng ha. Đó. Tiếp theo cháu lên cây cần thăng, cây rất là già cô chú, nguyên bể ha. Cây thần chậu nha cô chú. Đó, cây liền cốt cành hết rồi. Bích mà cắt hết rồi nha cô chú. Mà cắt đều bích hết rồi ha. Liền hết trơn rồi. Cây rất là già, cây này nằm trong chậu lâu lắm nha cô chú. Cây cốt qua nhạo rồi gỡ dây hết nè ha. Cốt cành rất là to ha. Rất là đẹp. À, cái vàng đế thì nó nguyên một củ luôn. Rồi cháu xin phép đo thông số ha. Cái hoành tại vị trí được 23 nha cô chú, 23 ha. Tổng nguyên cái nồi đế. Nguyên nồi đế đặt nó là được 70 nha cô chú. Đây. 70 ha. Đó. Cây rất là già ha cô chú. Chiều cao là được 52. Tổng cái tán ngang là được 56 ha. Rồi cây này khi đi thì cháu bỏ bầu cô chú nha. Tại vì cái chậu này khi đi xếp chậu nó gãy cô chú ơi. Ở bể chậu cô chú ơi. Nó còn nguy hiểm cây hơn nữa. Đó. Rồi cây mã số 22 này thì cháu xin giao lưu cô chú là 2.100.000 ha. Cháu bao phí ship ha. Đó, khi đi cháu bỏ bầu cô chú ha. Rồi tiếp theo là cháu lên mã số 23. Tiếp. Rồi tiếp, rồi được rồi anh. Ở xích cho em. Rồi, ok. Rồi mã số 23 ha. Xong rồi anh thấy đại sát vô đây. Rồi chắc là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú. Cây này thì cháu có điểm dây cũng được mấy nước rồi ha. Thì chờ cái vàng xương nó dày tí xíu rồi cô chú điểm nước lại ha. Thì nói chung mấy cái cây này trong chậu là cháu xin rút chậu bó bầu cô chú ha. Cây thì nó nằm chậu thần rồi. Đó. Nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Cái cốt mà nuôi gì là rất là lâu rồi ha cô chú. Mới được ba lớn vậy ha. Đó, cây không tuột, không bị bể bọng gì hết ha. Đó. Cây này về cô chú chờ nó già mấy cái tược này lại cô chú điểm dây ha. Rồi cháu xin phép đo thông số. Lộn. Tổng nguyên cái hoành này là cái bể này là được 54 nha cô chú. 54 ha. Rồi con đo cái thôi, cốt chủ nó. Cốt chủ là được 39 nha cô chú. 39 ha. Rồi chiều cao là được 98 nha cô chú. Cái tán ngang là được 85 nha cô chú. Đó. Cây liền tích hết nha cô chú. Không bị tuột, không bị bọng ha. Rồi cây mã số 29 này cháu xin giao lưu với cô chú là 3.200.000. Ủa con xin lỗi, cây mã số 23 à. 23 có giá là 3.200.000, cháu bao phí ship nha, cháu bó bầu cho cô chú ha. Rồi cháu xin phép xuống cây.
Rồi tiếp theo là mã số 24. Tiếp theo là mã số 24 ha. Cây thì nói chung thì lập tàn cũng ấm kính nè cô chú. Cây này cháu gỡ dây ha. Cô chú về muốn vô dây điểm là vô ha. Đó. Cây thì liền tích, cốt cành thì liền hết ha. Đế đồ rất là đẹp ha cô chú. Đó. Đế đều 24 giờ luôn ha. Thân lắc lượng. Rồi cháu xin phép đo thông số chứ. Rồi cháu quay lên vòng. Tổng nguyên cái hoành này là được 47 cô chú, nguyên cụm ha. Cháu đo một thân chính nè. Cái thân chính cao là được 22 cô chú. Tán ngang là được 90. Chiều cao xuống tới cái mặt chậu là được 75. Cây nguyệt quế lá sắn bông chùm hả cô chú. Cái cây này đang chuẩn bị sắp sửa cho hoa hả cô chú. Đây, khi nào mà lú đọt đọt tược non cái là nó cho hoa ha. Đó. Cây này thì nó đang sung lắm nha cô chú. Đang sung dữ lắm. Rồi, cây mã số 24 này cháu xin giao lưu với cô chú là 3.600.000. Cháu xin phép đổi cây. Những cây trong chậu này thì cháu xin bó bầu nghe cô chú. Tại vì mấy chậu xi măng này đi vận chuyển đi nó cũng bể hết à. Bó bầu là chắc ăn nhất. Rồi tiếp theo là mã số 25 ha. Tiếp theo là mã 25. Nguyệt quế lá sắn bông chùm hả cô chú. À, cây rất là đẹp cô chú ơi. Cây già cây lắm nè cô chú. Già lắm rồi, nước da nó trơn luôn rồi. Cây mà nuôi gì là rất là lâu rồi ha. Tàn ấm kính, tàn mạnh hết trơn nghe cô chú. Rồi cháu xin phép đo thông số ha. Rồi cháu quay lên vòng nữa cho cô chú tham khảo. Tổng cái hoành là được 28 nha cô chú. 28 cái hoành ha. Tán ngang. Tán ngang là được 85. Cái chiều cao cũng tới mặt chậu là được 75. Cây này rất là đẹp cô chú. Già cây mà thân thì rất là đẹp. Đế thì cũng đẹp luôn. Đó. Cô chú về thay qua cái chậu kiểu là ok ha. Rồi mã số 25 này thì cháu xin giao lưu với cô chú là 3.400.000. 3.400.000 nha cô chú. Cháu bao phí ship ha. Những cây này đi là cháu đóng kiện không nghe cô chú. Phí ship rất là cao ha. Đó, khi đi cháu đóng kiện gỗ cô chú ha. Đó. Đóng kiện gỗ là an toàn. Rồi cháu xin phép đổi cây. Đi dọn. Rồi tiếp theo là mã số 326. Rồi, okay. Tiếp theo là mã số 26 ha. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú. Những cây này thì nói chung là đang đâm tược, đang sung lắm cô chú ơi. Cây này khi nào cô chú mà có chốt về chắc khoảng chừng 1-2 tháng là nó sẽ phát bông ha. Nó đang chỗ từ từ nè nghe cô chú. Đây, nó đang chỗ từ từ hết trơn ha. Đó, nó đang phát bông ha. Cây rất là sung ha. Đó. Tàn thì ống kính mịn hết rồi nghe cô chú. Mã số 26. Rồi cháu xin phép đo thông số ha. Hoành tại vị trí này được 37 cô chú. 37 ha. Đó, cây rất là đẹp ha. Rồi con xin phép đo tán ngang. Cái tán ngang là được lộn thức. Tán ngang là được 100 nghe cô chú. Chiều cao cũng tới mặt chậu là được 102.
Cây thân thì lắc lượng rất là đẹp ha. Rồi cây mã số 26 cháu xin giao lưu cô chú là 2 triệu 500 ngàn nha. Này cháu miễn phí ship cho cô chú ha. Những cây này phí ship cũng cả triệu nha cô chú. Tại vì đóng khung gỗ của cô chú ơi. Rồi cháu xin phép xuống cây ha. Ra lầu chút. Rồi tiếp theo là cháu lên mà số 27. Nguyệt quế lá sắn bông chùm nha cô chú. Cây thân thì lắc lượng rất là già hả cô chú. Đế cũng đẹp ha. Nói chung đế đẹp cô chú ơi. Cây rất là già cây nha cô chú. Rồi cháu xin phép đo thông số ha. Cây thân rất là lắc lượng ha. Hoành tay vị trí được 42 cô chú. Tán ngang là được 85. Chiều cao là được 100 hả cô chú. Nói chung cái mấy cây nguyệt quế này là lành tích hết, không có bị tuột hay là bị sẹo lỗi gì hết nha cô chú. Cây mà có bị tuột hay là sẹo lỗi gì cũng báo ha, cho cô chú ha. Cô chú khi nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Thì những cây này cô chú có chốt quá thì cho cháu xin chút tiền cọc đi ha, để cái phí vận chuyển á cô chú. Đó. Rồi mã số 27 này cháu xin giao lưu với cô chú là 2 triệu 900 ngàn ha. 2 triệu 900 ngàn. Rồi cháu xin phép đổi cây ha. Alo. Rồi, tiếp theo là mã số 28. Mã số 28. Cô chú nào có chốt một cặp này về chơi ha. Chốt một cặp này chó đẹp. Cô chú nào có chốt một cặp này đi. Nói chung con bán cái giá này rất là hữu nghị nha cô chú, rất là rẻ ha. Một cây gì mà có 2 triệu mấy à. Tính ra tiền ship tiền bộn như cây có 1 triệu mấy à. Rồi con đó chiều cao. Chiều cao là được 95 ha. Hoành là được 41 nha cô chú. Cái tán ngang. Tán ngang là được 70. Cô chú nào có chốt một cặp về chơi cho đẹp. Hai cây này cũng rất là xứng nha cô chú. Rồi mã 28 này cháu cũng xin giao lưu cô chú là 2 triệu 900 ngàn luôn ha. Cháu miễn phí ship ha. Mấy cây này mà có 2 triệu mấy rất là rẻ cô chú. Rồi tiếp theo rồi cháu cháu lên hai bộ bông trang, hai bông trang đỏ lá nhỏ cô chú. Đó, cây đầu tiên mã số 29, trang đỏ lá nhỏ ha. Cây này nãy bị chạy. Mã 29. Cái này là nguyên bụi nha, cái tàn dữ lắm nha cô chú. Cây cái tàn dữ lắm ha, cái này con xin để cho nhờ anh quay giùm cháu ha. Cái này ghim không nổi cô chú ơi, nặng lắm. Để cháu hạo thông số đi rồi nhờ ông anh quay ảnh đi giáp vòng ha. Tàn cũng khá là tròn, con để tàn tự nhiên nha. Cặp này thì cháu để tàn tự nhiên á.
cặp bông trang này cháu xin bao ship cho cô chú là 200 cây số nha. Còn nếu mà xa hơn nữa thì cô chú mình thương lượng giá cho cháu ha, tiếp cho cháu một chút đỉnh tiền ship ha. Đó. Mấy cây này bộ hai bụi này là mấy chục năm rồi nha cô chú. Rồi cháu xin phép đo đại diện một một hai thân đó đi. Đây. Được 10 14 rưỡi nha cô chú. Đó. Cái thằng bên kia bự hơn nữa ha. Thì nói chung thì nó nhiều cỡ rồi, con đo hai ba chỗ đi. Thằng này cũng được 12 rưỡi ha cô chú. Thấy không anh? Đó. Gần 13 tính 12 rưỡi ha. Đó. Con đo hai ba chỗ cho cô chú dễ dễ nhìn. Này cũng được 12 11 rưỡi nha cô chú. Đó. Rồi con đo nguyên tổng vậy. Tổng nguyên cái bể nó được 100 á cô chú ơi. Đây tại vị trí này ha. Được 100 ha. Cái này bể đặt cứng ngắc luôn nha cô chú. Nhờ anh quay cả vòng vòng anh chui vô cũng mệt. Cái tàn rất là dữ ha. Rồi con hảo cái tàn. Để con hảo rồi. Mét rưỡi. Cỡ 3 mét đó cô chú ơi. Cái tàn ngang nó cỡ 3 mét đó. Là đo dưới đây nha cô chú. Còn ở trên chắc cỡ 3 mét rưỡi 4 mét đó. Cái này là cái tàn cũng để tự nhiên nha. Không có ốp, không có gì hết á. Tàn cháu để tự nhiên. Cái này về cô chú muốn chỉnh sửa, muốn khắc con gì khắc ha. Làm cặp chim công gì cũng được ha. Rồi con qua cây số này luôn đi rồi con xin báo giá sau. Cây này thì tàn cũng thiên nhiên ha, tự nhiên luôn. Mã số 30 cô chú. Cây này tàn khủng lắm mấy cô chú. Rồi cháu để cháu đo cái tàn ngang cái đi rồi. Tàn ngang nó chắc cũng cỡ 3 mét đó cô chú ơi. Còn hào hào như thôi. Mà chắc là nó 3 mét. 3 mét ăn lên. Nãy quên đo chiều cao nữa. Tổng nguyên cái bụi này là được 65 nha cô chú. Đây 65. À. Ở dưới đây nó còn đế nè cô chú, mà tại vì cái tàn con không dám môi nhiều ha. Cái tàn con chỉ có xương 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 trên thôi, không có dám môi xuống dưới ha. À. Đây con đo một cái cốt lớn nè. Một cốt lớn của nó được 21 nha cô chú. 21 ha. Đang đo thử cái cốt mình nè. 13 nha cô chú. 13 ha. Nãy chưa đo chiều cao hai cây nữa. Cái hảo chiều cao thôi. Chiều cao nó chắc cỡ 2 mét. 2 mét mấy á cô chú ơi. Cái này chiều cao thì con hảo hảo thôi ha. Không có chính xác được. Cây này, lâu lâu mới kiếm được có con cọc này là dữ lắm á, rất là ít có cô chú. Rồi, mã số 30 nha cô chú. Cái cặp bông trang này cô chú nào có cho có muốn mua, có muốn mua hoặc là giao lưu với cháu á, thì có gì điện thoại trực tiếp với cháu, cháu sẽ báo giá ha. Cái này cháu bao ship cho 200 cây số nha cô chú. Cái này cháu báo giá sau ha. Báo giá qua điện thoại. Cây này là nó có đế hết trơn nha cô chú.
mà tại vì cây trang tàn thì tàn nó bự quá con không dám mồi đấy. Cái cây này con mua cũng mấy tháng rồi, con đợi cho nó cái lá nó già chơi con dám bứng nè. Bởi vì cái cây nó không có mắc sức, con bứng cái bầu rất là to ha cô chú, bứng cái bầu to lắm. Cái đường kính bầu nó là được 65 á cô chú ơi, 67 á cái đường kính bầu á. Chú nhìn cái dàn đế dưới có còn đâu dám khai thác nhiều đâu, chỉ hơi thôi. Cô chú thấy nó liền hết trơn ha. Cây về cô chú mà muốn mua mà bẻ sửa con này con kia rất là đẹp mấy cô chú. Tại con muốn để cái tàn tự nhiên gì luôn nè. Về cô chú mà nó muốn sửa thì sửa. Tàn tự nhiên cũng ha. Rồi. Rồi cuối clip thì con xin chúc cô chú các bác có xem kênh thì nhớ ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho bãi kiển, con chân thành cảm ơn rất nhiều cô chú. Con xin chúc sức khỏe cho cô chú ạ. Dạ con xin hết ạ. Địa chỉ với cháu thì cháu có nhờ anh chủ kênh in với tiêu đề cô chú. Cô chú mà con đọc nhiều khi lẹ quá cô chú nghe không rõ thì cô chú nhìn với tiêu đề cháu ha. Rồi cháu xin hết ạ.